Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo trong chuỗi video luyện phát âm tiếng Anh theo giọng Mỹ ha, theo đoạn hội thoại. Rồi hôm nay mình sẽ cùng học thêm những cái từ vựng mới hay bị phát âm sai cũng như là ôn lại những từ cũ ha, đồng thời thực hành thêm với đoạn hội thoại như thường lệ. Rồi đầu tiên là ba cái từ của cái video trước là từ great ha, cái từ mà ngoài gốc Bắc ha, mình học dạy học viên rất nhiều các bạn mà gốc Bắc á, các bạn hay đọc cái hình great lắm. À, nhớ không phải là great đâu, là great nha, great, great. À, great nha, great âm A nè, thấy không? Great. Rồi tiếp theo person, person nha, nhớ là âm S. Từ này hay bị đọc thành là Persian, không phải là Persian, nó là person. Bẹt nè, person. Nhưng ít gì tiếng Việt mình ha, person, person. Rồi tiếp theo là also, cũng tương tự là chữ S nhưng mà là chữ S, không phải là also nha, also. Và đây cũng là o chứ không phải là on ha, không có on, không có n đúng không? Chữ l các bạn có thể drop luôn, đó là also, also, I also nha ha, also không có on nha. Rồi ba từ của video ngày hôm nay đó là always, cũng tương tự như also đúng không? Always không có on way ha, always. Đây là những cái từ mà gì rất rất hay dùng trong tiếng Anh luôn đúng không? Hầu như các bạn phải dùng, nên là đừng có để sai nữa ha. Always, always, đừng có on way ha, always. Rồi chữ này hay bị đọc lộn thành gì? Work. Đó, rất nhiều bạn đọc là work ha. Nó đôi khi nghe work là đi làm đúng không? Dù I go to work. Đó, nhưng mà đặt cái ý dụ ý của bạn là walk thì là chết. Nhớ là walk. Trong tiếng Mỹ nha, mình đang nói trong tiếng Anh Mỹ nha, nó là âm o. O. À, cái âm này nè, giống như chữ o tiếng Việt mình hạ to, khẩu hình miệng ngắt cái hơi. O. O. Đó, ghép là ok. Ok. Một cái mẹo cho các bạn đọc như chữ ok, như chữ ok của mình ha. Ok, ok. Nhớ nha, ok đừng có ắc nha. Cái bào thành là quắc không à, nó phải quắc. Đó là walk, nó liền âm ok trước nè, ok, 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 walk, 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 được chưa, walk, nhớ nha, walk không phải work nha. Và cuối cùng là weekend, cái từ này ha, rất nhiều bạn có thành weekend, weekend không à, đó, các bạn đừng đọc là week, mình chỉ cho một cái mẹo nè, đọc cái gì chữ we các bạn, chúng tôi ha, we, rồi nhấn lên là we, we, rồi ở đây là âm e, chứ không phải là âm n, âm ờ, phải là n, mà là and. Đúng là chữ kết thúc đó đúng không? Đọc là weekend, weekend. Đó, nhớ là weekend nha, không có weekend nha. Weekend, weekend. Đó, weekend. Đó, cứ từ gốc y mà ra, cứ nhớ là we cho mình. Cứ tuần, cuối tuần gì cũng từ we mà ra. Đừng có week là được. We, weekend, weekend. Ok, right, one more time. Great, person, also, always, walk, weekend. À, chăm chỉ luyện tập mình bảo đảm luôn các bạn sẽ cải thiện được phát âm liền. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần đoạn hội thoại ha, sau khi luyện tập đọc những cái từ riêng lẻ rồi đưa vào đoạn hội thoại nhiều âm, các bạn quýnh lên, các bạn rối, các bạn quay dễ lại, các bạn dễ có sướng quay lại cái phản xạ cũ, nên phải luyện theo câu ha. Rồi đoạn hội thoại giữa Rachel and Jimmy, cái tên đọc là Rachel ha, bạn nào coi series Friends đúng không, cũng biết Rachel đúng không? Hey, long time no see, you look great Jim. Have you been going to the gym? Right, hey, long time no see. Câu này chắc đa phần ai cũng biết đúng không? Nghĩa nó cũng dễ dễ hiểu mà nó là gì? Lâu rồi không gặp. Long time no see. You look great, Jim. Rồi cái chữ great mình không cần drop chữ T đâu ha. Không cần drop chữ T nhé. Chỉ đọc là great thôi được rồi. You look great, Jim. Lâu rồi không gặp. Nhìn ngon dữ, Jim. À, great, Jim. Have you been going to the gym? Rồi cái này mình đọc lướt. Mặc dù là V nhưng mà đọc trong câu các bạn hãy lướt chữ F cũng được ha. Have. Now, have. Have you been going to the gym? Nhớ là gym chứ không phải là gym, không phải gym gì hết nha. Giống như cái chữ gym bên này nè ha. Have you been going to the gym? Nhớ nha, the gym, the gym. Đó, cái âm D3 nè. Được chưa? The gym. Nhớ khẩu âm miệng nè. Ch, ch. The gym. Right. Cái cấu trúc mà have you been doing something, hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nhấn mạnh dạo này đang làm gì hả? À đó, cứ trong thông văn nói hàng ngày đó, dạo này mày đang giảm cân. Have you been losing weight? Đó, dạo này hay mệt. Have you been feeling tired? À, nhớ ha. Have you been doing something? Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ha, nhấn mạnh tính liên tục của một sự việc trong quá khứ tới bây giờ. À, have you been doing something? Have you been going to the gym? Nó hay nói câu này đúng không? Dạo này đi tập gym hả? No, but I've been. Nhớ ha. I've. But I've been taking walks. Đó, nhớ là walk xem có work nha. But I've been taking walks. Không, nhưng mà gì? Dạo này đang đi bộ. Đó, I've been taking walks. Walks, nhớ nha. O, 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 liệt chữ kia cho nó quen, không có quắc nha. Taking walks.
Rồi, đây chữ what đóng vai trò là danh từ nha các bạn. Đó, đóng vai trò là danh từ thì đi với những cái động từ như là take walks hoặc là go for a walk hoặc là go for walks. Ở đây mình có để luôn ha. I've been taking walks. There's a park, nói luôn nè. There's a park near my house. Đó, there's a park near my house and I usually go there for a walk. Nhớ ha, có một cái công viên ở gần nhà tôi và tôi thường đi bộ đến đó ha, đi đến đó để đi bộ nè. Go there for a walk for about 1 hour in the morning. Đó, khoảng gì? 1 tiếng mỗi buổi sáng. Được chưa? 1 hour giống như cái chữ của chúng tôi ha. 1 hour in the morning chứ đừng có 1 hour nha. Sounds nice. Sounds như con chữ S luôn nha. Sounds đây là trong băng nói là phức tắc của it sounds nice hoặc là that sounds nice ha. Sounds nice. Rồi thì có một cái văn hóa của nước ngoài trong tiếng Anh đặc biệt ha. Các bạn nhớ là gì? Khi mà nói một cái thông tin đó, người ta nghe một cái thông tin tích cực, người ta hay nhận xét cái thông tin đó. Tiếng Việt là không có cái điều này nhưng mà tiếng Anh nó có ha. Ví dụ, oh, sounds great, sounds awesome. Còn nếu mà thông tin tiêu cực là gì? That sounds terrible. Đó. That sounds awful. À đó, liền cái đó để hiểu văn hóa đó ha. Khi nghe thông tin, khi nói chuyện người nước ngoài sounds như thế nào. Right. Do you do other things besides walking? Bạn có làm cái gì khác ngoài việc đi bộ không? À, do you do other things? Other, ha, other things besides walking? À, bên cạnh cái việc đi bộ. Walking nha, walking. Yeah, I also nha ha. Also, I also go swimming. Tôi cũng đi bơi nữa. On weekends, nhớ nha, weekends, không có quýt nha. Weekends, on weekends. And cut down on là cắt giảm cái gì đó ha. Sugary drinks. Này cái này nhìn là S nhưng đọc là chữ sờ dài nha. Nhìn chữ sung sướng cái việc nhìn khẩu hình miệng của mình nè. Shh, khi mình đưa mình kêu người ta im lặng. Shh. Sugary drinks. Đó. Và cắt giảm cái gì? Những cái nước mà chứa nhiều đường. À, sugary drinks. Nói xạo đó. Này vẫn uống. À, nhưng mà bài mẫu còn ghi đúng không? Cut down on sugary drinks. Nhớ nha, sugary drinks. Rồi, và cuối cùng là that explains why. À, điều đó giải thích tại sao. Tại sao là sao? Tại sao you look grey nè? No, that explains why. À, hiểu, hiểu. I've always wanted to. Rồi, đây là một cấu trúc đặc biệt để mình bôi xanh ha. I've always wanted to. À, tôi đã luôn muốn làm gì đó. Hiện tại hoàn thành nó nhấn mạnh là từ xưa tới bây giờ. Cái khao khát này vẫn còn ở hiện tại ha. I've always wanted to. Tôi đã luôn muốn gì? Giảm cân. Lose weight. Nhớ là lose không phải lost, lose động từ âm u ha, lose weight à, âm a nè. I've always nói luôn, I've always hồi nãy mình nói là on đúng không, thì là I've always wanted. Rồi cái chữ t nè, nt ha, ở trong tiếng Anh Mỹ người ta hay drop cái chữ t này lắm, người ta không có đọc luôn, hoặc là wanted luôn, ví dụ interview advantage ha, chứ không phải đọc thiếu được các bạn. Wanted ha, I've always wanted, nhớ là trong tiếng Mỹ thôi nha. I've always wanted to lose weight. Tôi đã luôn muốn giảm cân. But I'm too lazy to exercise. À, bạn nhìn là có ý nghĩa đặc biệt đúng không? Too, tính từ. To do something là quá để làm gì đó. Ví dụ, quá lười để tập thể dục. À, too lazy to drink. À, ví dụ như quá nóng để uống. The tea is too hot to drink. Trà này nóng quá để uống ha. Too hot to drink. Đây, too lazy to exercise. I'm not a very active person. Đây cái đuôi này cũng hay đọc là active, no, active. If, bữa sau mình sẽ nói kỹ hơn về cái âm này nữa nha. I'm not a very active person. Nhớ nha. I'm not a very active person. Tôi không phải là một người năng động lắm ha. Active person. Person, nhớ là person chứ phải person nha. Rồi, đó là toàn bộ nội dung của cái video ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn cố gắng luyện tập, chăm chỉ luyện tập đều đều ha. Thì mình bảo đảm với các bạn luôn là phát âm của các bạn sẽ cải thiện. Và từ từ mình sẽ quen được với các biểu tượng của gì phiên âm ha, để mình nắm được cái IPA luôn. Đó cũng là nội dung chính mà mình muốn truyền tải với các bạn ha, giúp bạn cải thiện phát âm. Tại vì phát âm là một những tiêu chí rất là quan trọng ở trong IELTS speaking cũng như là giao tiếp hàng ngày ha. Và đây cũng là nội dung cho cái khóa IELTS basic cũng như là elementary của mình. Đó, mình chỉnh rất kỹ về phát âm cũng như là giúp các bạn sửa lỗi phát âm, và hầu như là học viên của mình cải thiện phát âm rất là nhiều, chăm thủ PA chút xíu đúng không? Đó. Rồi, hy vọng là video này bổ ích cho các bạn ha. Nếu thấy hay các bạn đừng quên like cũng như là bình luận nhằm tăng tương tác cho kênh và giúp kênh phát triển nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. And that's also the end of today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos. Bye bye.